Trà xanh lài pha vợt có phù hợp để pha món trà lài dâu soda Yakult hay không? Thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho công thức này với hương lài thơm nồng và vị trà đậm đà. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu ngay với cách pha này luôn nhé. Bước 1, chúng ta sẽ cho vợt lọc vào trong ca ủ trà, sau đó cho 15g trà vào trong vợt. Bước 2, nấu 500ml nước sôi ở nhiệt độ 90 độ C rồi tắt bếp. Sau đó chúng ta sẽ rót thật chậm nước sôi vào trong vợt trà. Anh chị nhớ xoay vòng để cho nước được tiếp xúc đều với trà nhé. Và cuối cùng là đậy nắp lại, ủ trà trong vòng 5 phút. Bước 3, sau khi ủ xong thì anh chị sẽ nhấp vợt trà để qua một ca ủ khác. Sau đó chúng ta dùng cái cốt trà vừa ủ rót vào trong vợt trà. Anh chị cũng nhớ là rót thật chậm và nhớ xoay vòng để cho trà được tiếp xúc với nước. Và tổng cộng là chúng ta sẽ thực hiện động tác này 3 lần. Và qua bước 4, thì sau khi đã thực hiện xong thì chúng ta bỏ lá trà đi, giữ lại phần cốt trà để pha món ngay. Với cách ủ trà này thì nó cũng có một vài lưu ý cho anh chị. Đó là chúng ta sẽ chọn một cái vật lọc bằng vải tách giãn, không quá thưa, và nó có độ dày phù hợp với bình ủ trà. Lưu ý thứ hai đó là anh chị chọn một cái ca ủ trà bằng inox hoặc là bằng thủy tinh, nhưng mà nó phải có khả năng giữ nhiệt tốt. Và lưu ý cuối cùng đó là anh chị không nên ủ trà quá nhiệt hoặc là quá thời gian. Và đó là hướng dẫn của Linh Chip dành cho cách pha này. Nếu anh chị thấy nội dung này hay, hãy cho Linh Chip một like. Và có bất kỳ thắc mắc gì về cách pha trà thì hãy để lại bình luận cho Linh Chip biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.